nam. Mời bạn nữ. Em giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Nguyệt Nga, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý khán giả, em tên là Mạnh, em quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên truyền hình số. Cụ thể là em làm gì? Hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật. À, làm kỹ thuật. Ồ. Chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe. Khuyết điểm của em có lẽ là nóng tính, với lại hơi kỹ tính và dễ chán. Dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm á. Ví dụ gặp bọn nam mà không có hiểu em lắm hoặc là không có biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán. Dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. Như quen bao lâu là em chán? Chắc là do em không có duyên với ai hết nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi. Ráng nha, đừng làm gì cho bạn ấy chán nha. Chán là xong luôn á. Rồi bạn trai thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì em biết hút thuốc. Nhiều không? Cũng không nhiều lắm đâu. Rồi bỏ bớt nha. Thường hay đi nhậu. Hay nhậu nữa. Hai cái điểm yếu ha. Cũng hay rụt rè trong vấn đề về tình cảm giữa nam và nữ. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Lý do là sao em? Trước thì cũng có thích nhưng mà thích thì thích vậy thôi nhưng mà chưa đâu vào đâu hết. Đi nhậu quá ai chịu. Bây giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ thuốc được không? Hên xui. Hên xui hả? Tức quá, sao hai người mà không có người nào có mối tình nào hết vậy? Em chơi là em chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. À bạn gái là chơi hoài. Mà bạn trai là mau chán. Em thích đi chơi với bạn bè hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn tình cảm nên mình chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em có thích cái cô bạn gái nào đặc biệt không? Dạ không. Em có chắc là em thích con trai không? Nhiều khi cũng nghi ngờ lắm nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai cấp. Có nghi ngờ luôn hả? Đúng rồi. Đó giờ có thích con gái không? Có chứ. Có nắm tay lần nào chưa? Chưa được nắm lần nào. Trời ơi. Em có nắm tay bạn trai nào chưa? Chưa có bạn trai. Gọi là người cuối cùng còn sót lại. Hai người còn sót lại. À hai người còn sót lại. Ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa? Tán rồi nhưng không có được. Tán sao? Thì cũng được bạn bè rồi các anh chỉ cho cách tán. Chỉ là sao bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì cho nghe. Thì cũng họ cũng chỉ cho cách gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê đi khách sạn. Ôi cái gì vậy ông ơi, cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn hả? Ông ơi, quay cái ghế qua đây coi. Trời. Ông giỡn mặt hả? Bởi vậy mới ta mới bỏ chạy vậy đó. Trời đất ơi, ai chỉ ác vậy? Ai chỉ gì? Dạ bạn bè. Bạn em chơi ác quá. Rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa? Dạ chưa được. Người ta chạy mất dép. Chưa có cơ hội để rủ đi. Không, chắc cũng có thử rồi. Mới quen nhau em đi khách sạn rồi. Trời sao? Trời ơi, tôi hiểu tại sao ông thế rồi. Là biết kiếp nó có xài chưa, hỏi thiệt. Xài thì mới xài, chỉ xài cái cách để bắt đầu nắm tay thôi. Làm ta ve rồi. Tại ta biết cái ý đồ sâu xa của chưa nắm được. Nhưng mà cái mặt cứ toát lên cái chữ khách sạn nên người ta đi. Hiểu không? Từng bước sao? Từng bước cái bí kíp đó, bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối. Giờ nói nghe thử coi. Phải nói hết luôn. Đúng rồi, mình nói hết mấy trang rồi, tôi chỉ trang nào xài được. Đầu tiên thì cứ tập làm quen, nói chuyện vu vơ về quê quán. Rồi, quê quán à. Rồi, sau đó thì vẫn cứ tiếp tục như vậy, khoảng 4-5 hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi. 4-5 hôm chủ động nắm tay rồi. Rồi, sao nữa? Nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua. Trời ơi. Vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không? Rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nữa? Nếu mà họ thấy người ngượng run run có ý định giật thì mình nắm chặt luôn. Rồi, nắm được luôn rồi, sao nữa? Mình chỉ cần mình nói khách sạn. Không.
Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu là sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi. Còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm bắt với nhau đi. Trời, ai đưa biết kiếp gì đâu. Tầm 7, tầm 3 không. Trời, mới 4 năm hơn mà nhào vô nắm tay tới rồi. Tao đứng lên coi coi sao lỏng khổng lòng khồng vậy nè. Nhậu quá, hút thuốc quá mà mập không nổi. Cao mét mấy? Dạ, mét 72. Ngồi ngồi xuống đi, đâu có tật xấu gì nữa không? Không có đâu, chỉ hai cái đó. Muốn lấy người vợ như thế nào? Dễ nhìn, hiền, da trắng chứ. Cái gì không thích ở người bạn gái? Móc lai á. Móc lai là gì? Nhiều màu á. À, nhuộm tóc á hả? Có gì đâu cũng thích, ta nhuộm đẹp mà. Ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ. Nhuộm nhiều màu quá, nhìn xấu chứ. Không bỏ nhậu đi, người ta không nhuộm. Bên kia mà không nhuộm thì em về bỏ nhậu. Nhớ nha. Rồi, ok. Nếu lấy nhau về thì ở đâu? Đang có ý định mua đất ở Củ Chi. Ờ, phải vậy chứ. Bạn thích ở khách sạn được. Đừng có nghe theo cái bí kíp của ổng nha không? Bình tĩnh rồi, ngồi Huyên đến qua anh xem đàn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái. Nãy giờ em nghe nãy nói chuyện em cảm nhận như thế nào? Cũng là một người khá vui vẻ. Bạn thật thà, bạn không có giấu. Đúng rồi. Đó là một điểm rất hài lòng với bạn. Chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích. Nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh. Mới quen ở đây khách sạn này kỳ. Không, cái đó người ta dạy ảnh thôi. Dạy. Mà ảnh mới làm có tới cái bước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi. Người mẫu lý tưởng của em như thế nào? Nói chung là phải vui vẻ, tự tin. Anh này vui đó, anh thấy là vui rồi đó. Cao 1m7 là được rồi đó. Rồi. Có trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn. Không có hói, không có bụng bộ là em thích rồi. Em thấy không thích một người đàn ông hút thuốc. Nhậu hút thuốc luôn nữa. Cái đó về bỏ được sau được mà. Em bỏ móc lai đi. Là anh bỏ uống rượu thuốc. Đây móc lai quá rồi luôn, móc câu luôn. Có hình mẫu giống ai không? Dạ có. Giống ai? Em thích diễn viên Hồng Đăng. À vậy à? Dạ. Hôm nay em đi có đi với người thân mình không? Dạ em có đi với em trai, em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ. Chào chú Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Trai hút thuốc không có gì cả anh ạ. Còn về còn về uống rượu á thì là một người đàn ông phải có bạn bè, gặp bạn bè thì phải uống thôi, mình không uống không được. Trời đất ơi, em gì lạ lùng vậy, bên thế nào vậy em? Chắc phe bên đây quá. Còn nếu anh có nhu cầu mua đất Củ Chi thì cứ liên hệ em. Ôi, bán đất hả? Trời ơi, khách hàng tiềm năng, hàng chi chịu luôn, nhậu nhẹt gì cũng chịu, bán đứng chị gái luôn hả em? Em nói vậy thôi chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau, quyết định sao là của anh chị. Nhưng mà em thấy ảnh như thế nào? Anh được không? Được. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em. Sếp chị bí quyết rồi hả? Chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Thấy Mạnh thì thật thà, nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó. Chỉ có sợ nhất là mũi nó làm không được, đó là cô gái không được thôi. Thành ra em mới giao cái bí kíp đó đúng không? Không, bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi chứ còn em không dám. Cô gái cũng được. Tham gia chương trình này là một cái duyên, cho nhau cơ hội rất là điều tốt. Ông anh của mình sẽ nói thêm. Em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó. Dạ. Thấy được, cũng xinh xắn cũng được. Theo anh nghĩ cũng được đó cậu ơi. Hợp lý ha anh ha. Tiến tới được, ok. Cảm ơn anh. Ăn thua là em quyết định thôi đó. Mạnh thì chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi. Kéo mà. Rồi, không gian này của bạn đó. Xin mời hai bạn. Chào bạn. Dưới nhắc Hoa Hoa kìa. Hoa là bài 1 đó. À, cảm ơn. Thực ra thì mình cũng, trong tình cảm thì mình cũng ít nhát lắm. Ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em? 4 anh em. 4 anh chị em à? À. Ngồi thẳng coi ông trời, giới tính sao mà ông ngồi ông quằn quèo hoài vậy? Bạn gái nói chuyện xong là tiến hành trình bí kíp nha. Nhanh thân. Ông nhanh đâu thì hỏi tấn công liền chứ. Bạn có gì muốn hỏi mình không? Có chứ, nhiều lắm. À, vậy thì sao bạn không hỏi? Em có dự định ở Sài Gòn luôn hay về Đắk Lắk? Nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi. Nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn luôn. Nga dạy ở chỗ nào? À, hiện tại thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. À, vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát bên, mình ở sát quận 12. Cảm nhận về nhau thế nào, nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Đừng có lắc lư đâu cái đầu nha. Có cảm nhận gì về mình không? Không. Hèn chi ông ế là đúng không nội ơi. Bây giờ bác nhìn thẳng vô bạn gái ngồi im nè. Rồi, mình thấy bạn gái là người như thế nào?
Dễ thương. Quá dễ thương rồi gì nữa. Mà tại sao ế đến giờ? Chi? Thiệt á, tự nhiên câu sao bỏ đi. Làm lại. Em ơi, thí dụ anh muốn mời em đi chơi đi, hẹn giờ lúc nào? Em ơi, tiếp đi. Nếu anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được? Chỉ cần báo trước là Nga sắp xếp được lịch. Tại Nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà, nên là lịch có thể thay đổi. Dạy tối là luôn hả? Dạ. Vậy gặp nhau thế nào được? Thường thứ bảy chủ nhật thì Nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm. Vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha. Đúng rồi. Cho nắm tay cái nói chuyện, chưa có ai nắm tay lần nào hết. À vậy. Rồi bây giờ mình tiến tới mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. Thôi nắm tay không nói gì luôn á. Ủa, nắm tay cảm nhận. À cảm nhận hả? Ừ. Hồi đó chưa thấy ai chị nắm tay nó hôi. Đứng lên, mạnh mẽ lên coi. Bên kia không cho hả? Xin. Nói trước đi nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay một cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Ừ, nói đi. Cho anh nắm tay em. Đó. Rồi. Rồi, nắm tay chứ phải bắt tay. Rồi đứng yên, đứng yên. Trời ơi, cái móng tay ông bà già dữ vậy. À, chưa quên chưa. Nắm chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Mềm, ấm. Nói với cổ kìa. Anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi. Hơi run run á. Mình thấy bạn đang run á chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Không cãi gì nữa. Anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào đó giờ nói. À, em muốn nắm tay anh suốt đời không? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Ông xé luôn rồi, ông vô căn cuối luôn rồi. Thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian. Hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không á, thì Nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên. Thôi mình tự sắp đặt luôn đi. Ủa cái trang này ai dạy hay quá vậy? Trang này mới nghĩ ra. Ờ đó, chính kiến của mình là được. Thấy không? Chính xác. Mình phải tự nghĩ ra, đừng học ý kiếp của ai hết trơn á. Chứ giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp bóp liền, đúng không? Ảnh nói câu đó em phải trân trọng. Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 tiếng đếm. 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi bây giờ nắm tay đi. Lần đầu tiên các bạn sẽ hôn nhau. Lần đầu tiên. Hôn ở đâu anh? Thích đâu thì hôn ở đây. Nó yêu mà nó hỏi tôi hôn ở đâu nữa. Hôn đối diện luôn nha. Ừ. Cho không? Trời ơi, dạ. Hỏi người hôn nghị mà họ cho không? Anh hôn nha. Ông hù dọa người ta quá, ông hôn thụ hôn lẹ đi ông ơi. Anh làm bối rối hơn luôn. Hôn đi. Anh quay chỗ khác nè. Hôn vậy tao không có thấy. Hôn má bên đây nè. Nè hôn má bên đây mới được nè, mọi người thấy luôn chứng kiến. Mẹ em cố gắng chịu đựng đi, nhanh lên. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bóc chụp cái gì vậy? Thì hai người đi đâu? Tối rồi đi ăn thôi. Đi ăn thôi nha. Dù chi dẹp qua bên nha. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lê Chí Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Quà tặng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Không có buông tay ra nha. Không bao giờ buông. Đi không? Không bao giờ buông nha. Đi đi. Cái này mà không có mình chắc muôn đời cũng không có người yêu nữa. 15 phút phụ nữ lúc đấy đang trang điểm em đợi một tiếng được á. Đúng rồi. Dạ. Cơm sôi rút lửa thì sẽ là tốt hơn. Thế. Và hai bên có với nhau một em bé con gái năm nay gần 4 tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Ám ạ. Mời bạn nữ. Mời bạn nam.
Mời các bạn. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin giới thiệu, em tên là Thanh Xuân ạ. Hiện nay em đang làm ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ạ. Em đến từ Bắc Ninh ạ. Em năm nay cũng 33 tuổi rồi ạ. Sống ở Hà Nội hay Bắc Ninh luôn em? Em sống ở Bắc Ninh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quân Linh. Chào chị Cát Tường và bạn kia. Chào các quý vị khán giả. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Thọ, Đặng Chí Thọ. Sinh năm Quý Hợi 1983. Sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn Thọ là từ Hà Nội vào đây luôn. Đã, em bay vào đây. Dạ. Hôm nay có hai người từ Hà Nội bay vào, một người từ Bắc Ninh, từ Hà Nội ha. Dạ. Bắc Ninh là cách Hà Nội bao nhiêu cây anh Linh? Cũng mấy chục cây à, cũng gần mà, không xa đâu. Thọ làm công việc gì? Em làm về giám sát các tập đoàn tài chính. Giám sát các tập đoàn tài chính. Bên em có quy định một số các cái nhóm công ty mẹ con hoạt động chính yếu trong lĩnh vực tài chính, và có 2/3 các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm thì thuộc cái diện mà em theo dõi và giám sát, hiện giờ là giám sát từ xa. Ồ, tôi nghĩ rằng là cũng hợp bên kia đó, bên kia cũng làm về tài chính, về ngân hàng. Rồi, bạn hãy giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em thì cũng là một người phụ nữ và công dung ngân hạnh. Còn khuyết điểm thì em có một cái hạn chế là em cũng hay giở cao su. Ví dụ hẹn hò vậy là trễ bao lâu? Chắc là em cũng phải trễ tầm đến 10-15 phút ạ. Ôi, 10-15 phút thì chấp nhận được. 10-15 phút, phụ nữ lúc đấy đang trang điểm mà em đợi gần tiếng rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. Cứ miễn là đi được việc rồi, được rồi. Được rồi. Anh nói vậy là mai mốt cổ càng nghĩ lại có cho anh đợi nữa thì anh đừng đổ thừa ông mai bà mối nha. Không sao chị ơi, em riêng phụ nữ làm đẹp thì em đợi được. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có tìm hiểu hai người nữa. Hai người. Vâng. Nhưng mà em nghĩ là do câu chuyện của duyên số. Và ngày hôm nay thì em cũng rất là có duyên để gặp anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, anh bên đây và các anh chị khán giả ở đây ạ. Em cũng rất hy vọng là biết đâu là có một kết quả tốt đẹp. Chị cũng hy vọng như vậy, khỏi uổng công mình đi vào đây xa xôi ha. Xin thông báo thế này nha, cái câu chuyện của hai bạn này để nói cho các bạn thấy rằng hôm nay bạn rất có duyên với nhau. Yeah. Lần trước chúng tôi đã thông báo lịch gặp hai bạn một lần rồi. Yeah. Nhưng bạn gái bên kia bận. Tháng trước đó thì em cũng thấy bên nhà đài thông báo ấy, thì lại có cái đột xuất. Tháng này mọi người thông cảm chút là đáng ra thì cũng có thể khó để em chạy vào trong này được. Nhưng mà cũng đã rất cố gắng để chạy vào đây và mong mọi người thông cảm chút. Là hiện giờ em đang khó về cử động, em đang bị gãy xương. Bạn bị gãy xương, thấy cái tay có thể không bắt tay được luôn nữa. Và đợt này bạn ấy cố gắng vào đây. Như vậy là một cái duyên rất là lớn ha. À, bên kia cũng trải trải là hai mối tình rồi, tới mình chia sẻ việc của mình đi ha. Mối tình đầu tiên thì em yêu từ hồi sinh viên, hồi 4 năm gì đó thì có chia tay. Sau đấy thì khoảng 6 năm sau thì em lại có yêu một người khác nữa, cũng được 2 năm. Tuy nhiên cái điểm mà lưu ý ở trong này đấy là sau khi mà chia tay cái người yêu thứ hai á, thì có một thời gian em có gặp lại cái người tình đầu tiên á, và hai bên có với nhau một em bé, con gái năm nay gần 4 tuổi. Tức là em trở lại mối tình đầu tiên. Đúng rồi anh. Rồi lấy nhau. Dạ, đúng rồi. Có một bé gái. Dạ. Và đã ly hôn từ hồi năm 2015. Lý do tại sao ly hôn em? Thực ra thì ai cũng muốn giữ hạnh phúc gia đình cả. Nhưng mà có ba thứ em thấy là nó ảnh hưởng tới hôn nhân. Thứ nhất là lời nói đã buông đi. Thứ hai là những mũi tên về thù hận, về xích mích nhau đã bắn ra rồi thì khó thù lại. Và cái thứ ba là tình yêu đã mất thì rất là khó để có thể hàn gắn được, cho dù là cả em và cả bên vợ cũ đã có một số cố gắng. Tuy nhiên nhìn chung là hai cá tính quá là mạnh mẽ. Một bên nếu mà mềm đi, buông đi một chút thì ok. Nhưng nếu mà bên nữ mà vẫn cứ rắn quá và không chịu mềm để hai bên cùng hòa hợp. Hiện giờ là con đang ở với ai anh? Dạ, con giờ đang ở với mẹ chị ạ. Bạn gái em có suy nghĩ gì không về cái hoàn cảnh của ảnh hiện tại, em có ngại gì không? Hiện tại thì em nghĩ là cuộc sống thì mỗi người một cái duyên ấy. Chắc là em cần phải, ít nhất là em cũng phải nhìn mặt của anh. Và em có những cái buổi tiếp xúc, nó gọi là trong những cái một cái khoảng thời gian để mình hiểu về nhau nhiều hơn, hiểu rõ về con người của nhau nhiều hơn. Thì lúc đó em mới có được những cái nhìn nhận chuẩn hơn ạ. Thôi cái chuyện đó một lát nữa thì hai người gặp nhau mình sẽ trực tiếp hơn về hoàn cảnh sống hay công việc của nhau ha. Đã bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người bạn trai thì em cũng rất là thích một người, thứ nhất là một người tâm lý ạ. Tâm lý hiểu và có thể chia sẻ cùng em mọi vui buồn trong cuộc sống ấy. Và thứ hai là khi mà mình sống là mình có thông cảm với nhau chứ, để không tạo một cái bất cứ một cái sức ép tâm lý nào cả ấy. Còn gì nữa không em?
nói chung em cũng thích một người đàn ông lãng mạn một chút. Lãng mạn một chút. Bạn trai em có phải là một người lãng mạn không? Em nghĩ em là người lãng mạn chị ạ. Em là người rất là chiều người yêu. Cái đấy gần như cũng là cái yếu điểm của em ấy. Tại vì sau này ấy, thì người yêu là hay có nuông chiều quá, thành ra nhảy lên đầu, lên cổ mình. Trời. Nhà em ấy là nội ngoại đều có gen kính vợ hết chị ơi. À vậy hả? Bây giờ bạn trai muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Thực ra thì em có nhu cầu tiến tới tìm vợ ấy. Ví dụ em có cảm tình với cái đài cát của Ý Lan. Gần đây em có thấy rằng là em chỉ cần phấn đấu một phần của một chị thôi. Chị tên Dạ Thảo ấy. À. Được một phần chị đấy là được rồi. Gia đình chỉ cần thế là được thôi. Chào chị. Rồi chào. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đối với phụ nữ thì em nghĩ rằng là phụ nữ đừng có nói nhiều quá thôi chị. Thế là được, và đừng có soi mói người khác. Còn khi nào mà về làm vợ ấy thì đừng có cái thói là mong muốn kiểm soát, sở hữu và điều khiển chồng quá mức là được. Hai bên dầm qua dầm lại nhau, nhìn nhau, nhường nhịn nhau là được chị. Thế thôi. Bạn nghĩ bạn có tật xấu gì không? Tật xấu của em là tiêu hoa đấy. Nhìn chung là mình cũng sống tiết kiệm thôi, nhưng đôi khi hứng thú lên là xóa luôn. Ngoài ra thì một điểm em là nhiều khi mọi người nhìn vào ban đầu á là thấy em hay thuộc dạng khó, nhưng mà chơi với nhau khoảng độ qua được 2-3 buổi á thì em sẽ cởi mở hơn nhiều. Nếu như bây giờ được thì mình nghĩ khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Đấy, em nghĩ rằng là hôn nhân thì khi mà tìm hiểu nhau, bạn nữ mà cảm thấy phù hợp. Thực ra hoàn cảnh của em nghĩ rằng là một người phụ nữ cần phải có sự thông cảm, vị tha về có những hoàn cảnh riêng. Cho nên nếu mà cái thời điểm đấy thấy phù hợp mà thưa với bố mẹ hai bên ok thì mình tiến tới thôi, không quan trọng về thời gian. Em nghĩ cái đấy không quan trọng lắm. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Rồi, đến quan thăm đàn gái coi sao nha. Xin chào anh. Xin chào em. Hồi nãy anh có nói là cái yêu cầu của anh kiếm người vợ nó giống như vợ của anh vậy đó. Và anh tên Dạ Thảo mà. Và anh này cũng hiền, dân miền Trung. Thấy em cũng hiền lắm á. Nhưng mà nãy có cái chuyện nó rất là nhạy cảm nữa, là chuyện tình cảm của anh á, đổ vỡ do cái người phụ nữ hình như là không chịu xuống nước, hình như căng quá. Vậy nếu như bây giờ hai người mà có một cuộc cãi vã nó căng thẳng lắm, em thấy không thể nào được thì em có chịu xuống nước không? Em nghĩ là cơm sôi rút lửa thì sẽ là tốt hơn. Thế vâng, thế nhưng mà có điều là nếu như mà anh lúc nào anh cũng luôn luôn cho là anh đúng thì cũng không phải là một cách tốt, bởi vì là đôi khi là mình phải biết lắng nghe thì và mình phải biết nhìn lại vấn đề để khai mở ra những điều tốt hơn ấy. Đúng rồi, vâng. Chính xác vậy, không phải là lúc nào mà cũng đúng hết, nhưng mà lâu lâu được lần thôi chứ không phải được hoài, đúng không? Lâu lâu anh có thể thể hiện tính một chút tính của anh cũng không sao ạ. Rồi. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi cùng với cả anh nhà bác em ạ. Rồi, dạ, chào anh ạ. Anh thấy bạn bên đây thế nào, có hợp với lại em của anh không? Thì em nhìn qua cái phong thái cũng như cái bề ngoài của bạn thì em thấy cũng được. Bạn tuổi 83 không? Yeah. Thì anh thấy được lắm em ạ. Rồi, cảm ơn anh. Em trai đi với ai? Em đi với bố em. Bố từ Hà Nội vào luôn à? Dạ vâng. Dạ, cháu chào bác. Anh Cát Tường, chị Quỳnh Lý, anh Quỳnh Lý với Cát Tường. Dạ. Đến hôm nay thì bác cho vài lời phát biểu về bạn gái bên này, bác thấy như thế nào ạ? Em chào bác đi. Vâng, con chào bác. Hôm nay rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu nó gặp nhau. Dạ. Tôi thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt mà để các cháu kết nối với nhau, giao lưu rồi tâm tư thiện vọng với nhau để sớm đạt được cái nguyện mục đích và các cháu đã mong muốn. Dạ. Rồi, cảm ơn bác. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn sẽ có một không gian riêng để nói chuyện với nhau ha, để hiểu nhau vì nhiều hơn. Kéo màn. Rồi, mời bạn. Không gian này là của các bạn đấy. Em chào anh. Thông cảm anh ấy. Thầy có hoa tặng em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Mẹ em còn món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là cuốn sách này nó sẽ giúp ích cho anh nhiều thứ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn em. Thấy sách là thấy mê rồi đấy. Em cũng hay đọc sách lắm. Anh hỏi trước nhé.
Em làm ở BIDV khu nào Bắc Ninh ạ? Em làm thành phố luôn ạ. Em ở nhà là có mấy anh chị em? Nhà em có 3 chị em là lớn, còn 2 em trai nữa ạ. Thế tốt quá. Em cần hỏi gì anh không? Thế là anh hiện nay anh đang sống ở khu vực nào ạ? Anh sống ở quận Ba Đình ạ. Thế là anh quê gốc ở Hà Nội luôn ạ? Không, anh quê gốc ở Thanh Hóa. Anh ở Hà Nội mới được có 18, 19 năm rồi. Nếu mà hẹn hò thì chúng ta sẽ hẹn hò thế nào các bạn? Em nghĩ chắc là em chạy sang Bắc Ninh cho dễ. Còn cuối tuần nếu mà em rảnh thì mà có dịp thì mời em chạy lên Hà Nội. Anh cảm ơn anh ạ. Các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em thấy bạn gái xinh xắn dễ thương. Với lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Em thấy anh có giọng nói rất là hay, nhưng mà em nhìn mặt anh em thấy hơi khó tính. Hôm đầu, hôm thứ hai, qua những buổi đêm sẽ thấy anh sẽ hòa đồng hơn nhiều. Hồi nãy anh có nói là nếu như gặp gỡ lần đầu tiên thì chưa có thoát khỏi cái giống như tỏ ra tự vệ chút xíu, lần thứ hai là xóa luôn đúng không? Xưa sinh viên anh dạy cũng hay nói là anh nhìn có vẻ khó nhưng mà sau chơi dễ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau, tất cả những cảm nhận đó bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để xem trái tim mình có rung động hay không. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm bằng mọi giá, mà hãy xem con tim mình nó mách bảo như thế nào. Bởi vì mỗi lần bấm nút chúng tôi luôn nhắc đó là một lần trao duyên cho nhau. Mình có rung động mình mới bấm, không rung động không bấm. Hãy để tay nút bấm các bạn. Đây, đây. Cái tay trái nó không tới. Thấy tay chưa? Tay phải không bấm. Thấy chưa? Dạ, dạ. Thấy chưa? Ok. Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ mình nắm tay thật này. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đã có duyên để đến với chương trình, có duyên nói chuyện với nhau. Anh nghĩ rằng là thời gian sau cái duyên đó nó sẽ càng ngày phát triển nếu chúng ta gọi là thực sự của nhau. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị và các ekip chương trình. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Nếu các bạn có vào thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hãy ghé đây để xem phim để có những giây phút gọi là lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cầm giúp anh ạ. Còn cầm nhiều lắm em. Không, cái này mình có thể không cầm không? Anh cầm giùm cho. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic. Anh Linh cầm giùm cho. Rồi, anh đây. Xíu nha. Anh sẽ cầm xuống giùm cho. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Rồi. Rồi, chúng ta nắm tay đi xuống đi các bạn. Hoa của em đây. Nói đi. Bữa nay đàn ông mà cũng không có mối tập bánh tình nào là sao? Dạ. Ủa làm sao mà tấn công phụ nữ, làm sao mà chăm sóc cho người ta được tiến tới hôn nhân? Rồi biết hôn không? Thì hơi khó quá. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ. Em tên là Phạm Văn Phước, em sinh năm 1989, em đến từ Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là giáo viên cấp 2. Dạy môn gì em? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. À, xuống đây ghi chương trình thôi, còn từ trên Lâm Đồng đi xuống. Dạ vâng ạ. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Bùi Thị Hồng, năm nay em 31 tuổi. Em đến quận Bình Tân, quê của em là Thanh Hóa. Em đang làm nghề kế toán và quản lý cho công ty của gia đình nhà. 89 luôn vậy, hai bạn bằng nhau. Dạ. Giờ trước tiên hỏi hai bạn nè, yêu xa thì em có ngại không? Em thấy như thế nào? Nếu như mà tâm đầu ý hợp rồi đến với nhau một cách chân tình thì em nghĩ là cái khoảng cách không là vấn đề. Nhưng làm sao biết tâm đầu ý hợp? Bây giờ xa như vậy rồi mỗi lần hẹn hò làm sao? Rồi bao lâu mới gặp nhau một lần? Có thể là một tuần, có thể là hai tuần, hoặc có thể là một tháng. Em có bà con cô bác hay quen biết ai với thành phố này không? Hiện tại thì có em của em. Ở thành phố này có một người thôi, một em gái thôi. Dạ, em gái và một em trai út nữa thì cũng đang làm kế toán ở trên này. À, kế toán luôn ha, cũng trùng với nghề của bên đây. Vậy là cũng lâu lâu sẵn xuống thăm em út luôn ha, rồi thăm bạn gái luôn. Rồi cố gắng nói chứ một tuần thì đi không nổi đâu. 2-3 tuần ráng đi một lần, hoặc tối thiểu một tháng cũng thăm một lần. Thì mình thăm vài lần vậy mình mới rút ngắn thời gian rồi mình mới tâm đầu ý hợp được ha. Thế còn em sao? Em có ngại yêu xa không? Mình hợp thì mình
trao đổi qua tin nhắn, rồi mình có thể gọi video call, rồi mình khi nào mình có thời gian thì mình xuống thăm nhau thôi chị. Rồi, thăm nhau thôi, thăm nhau thôi. Bây giờ thí dụ như là ảnh xuống đây ảnh thăm em hoài nào, lâu lâu thí dụ như ảnh bận quá hay ảnh bệnh gì đó, em có sẵn sàng đi lên tới trên đó Lâm Đồng em thăm ảnh không? Dạ có chứ chị, phương diện là hai người đã là thân thiết với nhau thì mình nên thăm hỏi nhau. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, hòa đồng, rồi biết công việc gia đình, yêu thích trẻ con, quan tâm đối phương ạ. Rồi còn cái hạn chế, những khuyết điểm? Hạn chế thì em hơi nóng tính, mỗi người cũng chưa được hoàn hảo lắm. Ví dụ khó tính bản thân là khó tính cụ thể như thế nào? Nếu em không là hoàn thành công việc hoặc là gặp một trục trặc nào đấy thì mình cảm thấy lúc nào cũng thế, tức là khó chịu trong người, không đạt được mục đích thì nó cũng không được vui, đặt mục tiêu hơi cao. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Là em có thể chơi tốt được nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá nè, cầu lông nè, đá cầu, rồi bóng chuyền. Rồi em có thể chơi được một số môn thể thao trí tuệ, ví dụ như là cờ tướng hoặc là cờ vua. Điểm yếu? Điểm yếu của em thì nhiều khi cũng hay không vui, rồi cũng hơi về khuya một tí. Thì thường là bị mẹ la. Bị mẹ la nữa hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, đi chơi mấy giờ về là bị mẹ la? Thì bởi vì là có thể là mẹ lo là đi đường xa rồi vân vân. Rồi ví dụ giờ có bạn gái thì em nghĩ em có phải là người lãng mạn không? Cũng có nhưng mà ở mức vừa phải thôi chị. Rồi em khó tính, rồi trong tình yêu em có khó tính không? Trong tình yêu thì tại vì em cũng chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết? Theo kiểu là chính thức là yêu đương ấy, còn nếu mà tìm hiểu thì cũng là nhiều. Có hôn bạn trai chưa? Chưa luôn. Dạ. Có nghĩa là mới tìm hiểu sơ sơ, kiểu gặp nhau rồi vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà mình cảm thấy mình thích ai đó, mình phụ nữ thì không cần là mình tấn công, nhưng mà em phải bật đèn xanh cho người ta thì người ta mới tới. Em có sẵn sàng chưa? Có chứ, bây giờ tầm tuổi này nói như câu vẫn hay nói là tầm này thì còn gì là liêu sỉ. Còn gì là liêu sỉ. Còn gì là liêu sỉ. Trời ơi, nói thôi đùa thôi chứ. Dạ. Ngày xưa đúng mà 30 rồi là thấy là ở nhà là dạ, sốt vó rồi ha. Ba mẹ bây giờ là cũng gọi như là đưa chàng nào là ba mẹ đồng ý đó. À dạ, dạ. Rồi vậy ba mẹ có đưa ra cái chuẩn là không, như ba mẹ thế nào cũng khó tính, miễn là sao mình sống hạnh phúc, còn do con gái tự chọn. Rồi tình trường em sao? Dạ, thì tình cảm chỉ là ở mức thoáng qua thôi chị. Cái thời mà học sinh rồi sinh viên á, thì lúc đó thì nhà em thì cũng khó khăn, rồi ngoài thời gian rảnh thì em đi làm thêm. Rồi sau này á thì đi xin việc, thì có việc làm rồi á thì ban ngày thì đi dạy, rồi buổi tối á thì em lại rồi nghiên cứu bài vở, rồi nghiên cứu tổ chức các hoạt động cho học sinh. Còn cuối cùng là chưa có mối tình nào hết. Dạ, có thể nói là vậy chị. Trời đất ơi, hai người này có giống nhau dữ vậy trời. Năm sinh cũng như nhau, em là trong nhà là thứ mấy? Dạ em thứ hai. Thứ hai có anh cả nữa, xong rồi tới em là thứ hai. Còn em là thứ mấy, con thứ mấy trong gia đình? Em là thứ ba, ngoài Bắc thì gọi là thứ ba, còn ở trong Nam mình gọi là thứ tư. Cũng là cả là hai rồi ba. Dạ đúng rồi. Trời ơi sao hai người này giống nhau dữ vậy. Bên đây thì là hai người sinh cùng năm với nhau, rồi bên đây chưa có mối tình nào. Thôi phụ nữ tôi không nói đi, bên đây đàn ông mà cũng không có mối tập mối tình nào là sao? Chết rồi, rồi bây giờ rồi, ví dụ như yêu đương rồi có kinh nghiệm không? Dạ, rồi làm sao mà tấn công phụ nữ, làm sao mà chăm sóc cho người ta được tiến tới hôn nhân, rồi biết làm gì không? Có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị ạ. Chưa luôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Chị hỏi khó quá. Đâu có, chị hỏi thiệt đó, chị lo cho em chị mới hỏi. Dạ. Chứ đâu có hỏi khó. Có ai coi phim ảnh tình cảm đồ này kia không? Dạ có chị. Có. Rồi mình nghĩ là mình khi mà mình có vợ mình có làm được không? Có bạn gái mình có làm được không? Dạ em nghĩ là làm được, em nghĩ là làm được. Em nghĩ là làm được. Chà, cặp đôi này chắc tôi phải đặt camera theo dõi quá, để coi có tiến trình yêu đương sẽ diễn ra như thế nào. Thôi được rồi, coi như cả hai còn trong trắng trinh nguyên. Em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Thì em cũng không có đặt nặng vấn đề về ngoại hình cho lắm, nhưng mà cũng rất là mong muốn có một cái người bạn là biết đặt mình vào vị trí của người khác. Để thông cảm, để chia sẻ, để ứng xử với mọi người vừa có tình vừa có lý. Ế quá, không có tiêu chuẩn luôn. Bậy, nói vậy thôi chứ mình cũng có mong muốn thích à cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay đen, tóc dài hay tóc ngắn, thí dụ vậy. Dạ em thích này, cái mẫu người mà giống như chị Cát Tường vậy. Trời ơi cảm ơn em nha. Vậy là được đó, em cũng biết nói chuyện lắm. Vậy là cô gái được nha, đừng lo nha. Rồi thế còn em sao? Ưa nhìn,
cao ráo một chút, nói là có chí tiến thủ, tâm lý một chút. Ý là nếu mà có đi nhậu thì cũng chỉ là về ừ thì thôi, nhậu xỉn rồi về đi ngủ thôi, đừng có càng ràm hay gì là em cũng có tính có em nóng, không có chịu. Có hay uống bia gì không? Dạ cũng thỉnh thoảng nhưng mà không có uống nhiều. Mà cũng nếu mà uống thì cũng đi ngủ liền hoặc là chứ không có lầy vậy ạ. Nhưng mà tôi hỏi nè, đưa để bàn tay lên đây coi. Dạ. Làm gì mà tay dài thòn, để móng tay dài thòn vậy? Dạ thì em có tập luyện guitar chị, nên phải để một bàn tay ngắn, tay thì móng tay dài. À, hết hồn hết vía. Trời ơi, hôm nay móng tay dài sọc à. Nè, đưa cái bàn tay qua đây, chồm lên đưa qua cho cổ coi, cô kiểm tra tay đó. Móng tay dài sọc vậy đó. Sau này hai người mà có yêu nhau và yêu cầu cắt móng tay thì anh có cắt không ạ? Bây giờ trước khi yêu cầu, bây giờ anh sẽ đàn cho em nghe một khúc. Khích lệ tinh thần anh. Vì anh thương em như thương cây bàn non, hãy nhớ anh làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dại, mơ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước trâu. Anh đã đặt mình ở đúng hai. Sao em? Giờ có sao? Tài có tài hả? Dạ. Có tài mà có móng tay. Rồi đây bây giờ mình sẽ xem hình để mình đoán người nha. Ảnh ở trọng đó, em coi coi anh cầu thủ nào em ưa. Em đoán được rồi chị. Đâu? Ghê vậy, đoán được rồi luôn, em không thèm gợi ý luôn hả? Đây. Sao tự nhiên chọn người đó? Vì em có quan sát thấy chiếc kính ở bên kia, mà trong đội này không ai đeo kính, chắc là đoán vậy. Phải không? Không, đi coi trời, cái hình nó xíu tôi cũng thấy luôn á. Hay quá ha, rồi để tôi coi có phải không. Cô nào? Có một gợi ý gì cho anh ta không nè? Tóc ngắn đó nhỉ? Trời ơi, bốn người cũng ngang ngửa ngửa nhau đó. Rồi thôi tự lựa đi. Chắc em chọn cô này. Tại sao chọn cô đó? Chắc em có cảm nhận như vậy chị. Cảm nhận vậy phải không? Dạ. Rồi bây giờ đợi. Bây giờ chị Tường mở cửa trái tim này ra, hai bạn xem cái cảm nhận của mình có đúng không nha. Trời. Trời em. Dạ. Đúng không em? Mình đoán đúng không? Em nghĩ là đúng. Anh đem mắt kiến đúng không em? Dạ không phải. Không phải. Chị thấy là mờ lắm mà, nhưng mà chị nghĩ không phải. Bé quá chị ạ. Đâu, hỏi cảnh cho anh nào. Chắc là anh này. Phải không em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Trời nhìn hay quá vậy. Rồi em, giờ em nhìn ra cổ chưa? Dạ rồi. Đâu? Cô nào? Không có cô này chị. Đó, bởi vậy đó, cô kia là trợt quật rồi. Trợt quật rồi, không có đúng rồi. Thôi, hai bạn đều sai ha, huề ha. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ, em cảm ơn. Trời ơi. Ủa sao tới hai món quà dữ vậy em? Gửi anh món quà. Cái quà đó là một cuốn sách cho chị. Rồi tặng anh quà gì vậy em? Em tặng một cái viết. Có ý nghĩa gì? Sao biết ta thầy giáo mà tặng viết? Tại vì đi mua đồ cho học sinh rồi xong rồi mua luôn cho tặng quà luôn. Ủa em cũng có học sinh đó hả? Cháu ạ, cháu là dạy kèm á chị. Tại vì là em kèm trẻ cháu ở nhà để học thêm. Nhưng ai ngờ đâu trùng khớp ha. Ta là thầy giáo cũng cần viết ha. Rồi, bây giờ ăn trưa. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là sò điệp đúc lò ha. Món ăn này á, là một sự kết hợp hài hòa của vị sò điệp tươi ngon, rồi dai giòn đặc trưng cùng với vị béo của phô mai, tạo nên một món ăn mang phong cách châu Âu rất là hấp dẫn. Vừa ăn nhưng mà nhớ vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chị ạ. Mời em ăn trưa. Cảm ơn anh ạ. Thì em làm công việc của em có áp lực không? Cũng áp lực, bởi vì là khi mà nếu mà vào đợt hàng gấp ấy, thì mình sẽ phải làm rất là nhiều đơn hàng. Còn bên này anh thì dạy về giáo viên đúng không? Thì mình có áp lực về việc dạy học không? Cũng có nhiều cái áp lực lắm em. Mình có chủ nhiệm lớp không ạ? Anh thì có chủ nhiệm. À thế ạ. Anh mà thường không đói là thường không ăn. Cũng hơi sống nguyên tắc đúng không? Không, anh thì không nguyên tắc gì hết. Thế ạ. Em thì
thích các môn thể thao nhưng mà ít tham gia bởi vì mình cũng không có giỏi lắm. Anh có sở thích gì ngoài bóng đá hay thể thao gì đâu, đi du lịch nữa. Anh đã đi được những đâu rồi? Đi ở Nha Trang này, rồi Đà Nẵng. Thế trẻ bây giờ là thích đi phượt đấy. Anh đi phượt chưa? Đi phượt thì cũng có một hai lần. Mình có đi bằng xe máy không hay là đi? Mà thường đi bằng xe máy. À đúng rồi. Em thì không đi phượt, chỉ đi du lịch thôi. Đi theo công ty rồi đi theo bạn bè, chứ không đi phượt. Tiếp người phụ nữ của anh thích là như nào? Thì anh cũng không có đặt nặng cái ngoại hình cho lắm. Rồi trung thủy, rồi biết cách ứng xử. Rồi bây giờ để chị hỏi cho vài câu chứ để thôi hai bạn không biết em hỏi gì. Em hỏi anh ấy không. Không, chị ở ngoài chị nghe muốn hỏi gì chứ. Bây giờ chị hỏi nè. Ví dụ bây giờ mà tìm hiểu nhau mà hợp thì em nghĩ là quen bao lâu tiến tới hôn nhân? Tùy vào bạn nữ nữa. Tại vì chị hôn nhân là phải do bạn đàn ông. Khoảng 1-2 năm đó chị. Mình chủ động chứ là bạn gái đâu có cầu hôn mình được. Dạ, đúng không? Rồi. Em có thí dụ như là lấy ảnh là đi lên trên chỗ của ảnh ở đó thì em có đồng ý không? Nếu mà bọn em thích nhau thật rồi cưới nhau thì đi đâu cũng được chị. Em cũng phải theo chồng thôi. Bởi vì nếu mà hai người hai nơi mà thì đâu có được, quen nhau là hai người hai nơi chứ lấy nhau sao hai người hai nơi được. Rồi sinh con đẻ cái nữa. Giờ giả tỷ như ví dụ như lúc đó là bạn gái của em muốn em xuống thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì em có đi không? Giờ hiện tại thì do công việc của em trên đó, rồi em sống với bố mẹ nữa và rất là nhiều công việc nữa, thì em nghĩ là nếu mà lên trên đây thì cũng hơi khó. Nên là vẫn mong muốn là lập nghiệp ở trên Lâm Đồng của mình phải không? Dạ đúng rồi. Nãy Tường ra ngoài có hỏi thăm mà biết hôm nay em đi theo là có em trai em đi theo nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị mời em trai của em vào đây để chị hỏi thăm vài thông tin coi sao nha. Vô đây em trai ơi. Rồi vô đây cưng. Dạ. Nãy giờ đứng ở ngoài có nghe hai anh chị nói chuyện với nhau không? Dạ có chị. Rồi giờ trước tiên nãy giờ em nghe thấy anh trai mình nói về ảnh như vậy, còn điều gì mà anh chưa kể cho chương trình nghe không? Anh trai của em ở nhà thì em thấy ảnh ít nói. Nhưng mà ở ngoài thì không biết sao, chắc nói nhiều hơn. Em là năm nay nhiêu tuổi? Em 22 chị. Có bạn gái chưa? Dạ có rồi. Tại sao em có rồi mà anh em chưa có? Cái đó là do anh em chứ phải cho em là chắc chưa có duyên chị. Ảnh có phải là người khó tính không? Hay là tính tình ảnh có điểm xấu nào không? Ảnh cũng bình thường à, chứ không có khó gì. Về nhà có phụ việc nhà không? Dạ có chứ chị. Có khi nào la em rồi này kia gì không? Dạ cũng có chứ, ảnh là anh trai mà. Lâu lâu nếu em làm không tốt thì ảnh cũng hơi la. Rồi dạ. Không có thật xấu gì hết hả? Dạ chắc không chị. Chắc không? Dạ. Rượu chè bê tha hút thuốc hút đồ này kia? Dạ ảnh không có hút thuốc, chỉ lâu lâu uống rượu với bạn bè thôi. Dạ. Lâu lâu thôi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi thế bên này em nhìn thấy chị gái này thì em nhận xét chị như thế nào? Và em thấy là hai anh chị có xứng đôi với nhau không? Dạ em thấy chị gái này nhìn cũng dễ ưa nhìn vậy. Dạ chắc là nghĩ là xứng đôi vậy. Dạ. Rồi bây giờ đến tới chương trình rồi, em có lời gì em muốn nói với hai anh chị đi, hay là em chúc hai anh chị cái gì cho nó xôm lên coi. Đến với chương trình này thì em chúc cho anh chị sẽ tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu được và sớm đi đến kết hôn, vì ở nhà bố mẹ rất là trông ngóng. Nhưng mà bây giờ trường hợp anh chị đặc biệt lắm. Dạ. Em nói một câu khích lệ, hay là em có bạn gái rồi em có kinh nghiệm hơn nè. Thì em nghĩ là anh phải cố gắng chủ động thêm, lâu lâu phải lên thăm chị. Đúng dạ. Rồi. Ủa em ở đây hay ở trên? Em ở thành phố này. À dạ. Là bây giờ xuống về là ở chung với em đó dạ, phải đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi ok vậy rồi, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đó cái đó là ý kiến em trai thôi, anh phải chủ động hơn thêm để mình thua em Út rồi, nó mới em hai nó có bạn gái rồi mà mình 30 mà chưa có bạn gái buồn ghê. Kể 3 điều bạn thân từng vấp phải trong tình yêu mà bạn đã từng. Cho em bóc câu khác đi. Đây còn có hai câu này của bạn nữ thôi à. Mà em chưa yêu làm sao mà em kể cái này ra được chị? Để từ từ cho em suy nghĩ một tí nữa nào. Trời ơi thầy giáo ơi, suy nghĩ nhanh đi nè. Cũng phải có chứ, chẳng lẽ 30 tuổi mà chưa có thích ai, chưa có rung động với ai. Mình đã từng làm chuyện gì? Ví dụ mình về mình thầm yêu nhớ trộm cổ, mình trồng cây si trước nhà cổ, hay về mình viết nhật ký, hay mình đã buồn mình đi trong mưa, thí dụ vậy. Dài cái trường hợp. À em hiểu cái này. Hiểu rồi phải không? Trời ơi thầy ơi. Bây giờ em mới hiểu này. Trời ơi rồi. Lên Zalo kết bạn. Có làm gì đặc biệt trên Zalo không? Dạ nhắn tin làm quen. Với một cô hay nhiều cô? Dạ với một cô. Một cô? Ủa đáng lẽ lên Zalo thả thính vậy là phải dính chứ sao không dính? Đã gặp mặt ở ngoài đời chưa? Dạ có chị. Có gặp luôn mà cũng không dính luôn. Dạ vâng. Em mời đi cà phê. Hết rồi đó hả? Tình yêu như đó dạ, thôi hả? Nghĩ tới bạn ấy.
À, em kể xong ba điều rồi đó. Vậy thôi đó hả? Dạ, dạ, vậy đó. Trời ơi, đúng là những người này mà hỏi tình yêu sao nó nhạt nhẽo quá vì chưa có kinh nghiệm gì hết trơn. Trời, tới thì em nè, đừng cười, ta em cũng vậy luôn đó. Hãy tưởng tượng đang đứng trước quan viên hai họ, mỗi bạn hãy nói với gia đình mỗi bên để chấp nhận mình là dâu Thảo, rể Hiền. Mình ví dụ làm cái này cái coi đó, quan viên hai họ. Bây giờ em tưởng tượng trước nè, khoác tay vô, khoác tay vô. Thôi đứng xa thì khoác nó cứ kỳ kỳ thế nào. Rồi nói đi, không thì nắm tay cũng được. Rồi nắm tay cho nó có động lực. Chào chào hai bác. Cháu với anh ấy còn tìm hiểu một thời gian, cháu cảm thấy mình bọn cháu cũng hợp nhau. Mong hai bác tạo điều kiện để chúng cháu đến được với nhau. Hai cháu quen nhau lâu chưa? Cháu với anh ấy quen được một năm rồi ạ. Một năm rồi. Dạ. Cháu tên gì? Cháu tên Hồng bác. Tên Hồng. Dạ. Rồi, suy nghĩ chưa? Dạ rồi, xong. Rồi nắm tay, nắm tay. Nếu như mà được hai bác đồng ý thì con hứa sẽ cố gắng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em. Con quen với em nó lâu chưa? Dạ, quen được 5-10 phút kìa. 5-10 phút kìa. 5-10 phút kìa. Trời ơi. Gì mà quen 5-10 phút gì à. Rồi em nó tên gì con nhớ không? Quên tên em nó rồi. Màu gì. Rồi hai đứa quen nhau nè. Bây giờ bác hỏi con nè. Hai đứa quen nhau con nói cả năm rồi phải không? Dạ. Rồi lý do là sao mà hôm nay dắt về đây đặng mà ra mắt hai gia đình? Dạ, bọn con thì cảm thấy tình yêu nó cũng đủ chín chắn để ra mắt bác. Còn nếu mà chưa cảm thấy chín chắn thì con không dám ra mắt. Hai đứa đã đi cái gì quá vượt quá giới hạn chưa? Chưa. Rồi con sao con? Sao để bạn gái nói không con nói gì trơn vậy? Dạ, con hồi hộp quá. Con hồi hộp hả? Dạ. Rồi con đã sẵn sàng để kết hôn chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi ha. Rồi con về chỗ rồi con ngồi con hỏi tên bạn gái con đi nha. Trời ơi, nói chuyện một buổi trời không nhớ tên bạn gái rồi đi đâu vô đó vậy ông? Dạ, tại lúng túng quá vậy chị. Rồi ngồi xuống giờ hỏi tên coi bạn gái tên gì nè, hỏi lại để lịch sự nè. Hồi nãy giờ anh xin lỗi em tên gì? Anh xin lỗi em biết em tên gì? Em tên Hồng. Tên Hồng. Nhớ tên ảnh không? Cũng quên luôn rồi chị. Thì hỏi luôn đi chứ còn em gì? Tên gì ơi? Anh tên Phước. Yeah. Bây giờ là nhớ chưa? Hỏi rồi là phải nhớ nha. Dạ. Yeah, yeah. Tên Hồng với tên Phước. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nè, chị cho hai bạn nhìn nhau một chút xíu nữa, 30 giây nữa. Yeah. Bạn trai hơi rụt rè ha. Sau cái lần gặp mặt nãy khi mà chị mở cửa trái tim này ra, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì cảm xúc của mình như thế nào? Mời bạn trai nói trước. Mới lần đầu gặp mặt á thì anh cũng không dám nhận xét gì. Nhưng mà anh có ấn tượng á là em là người dễ thương, dễ mến, cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ cố gắng sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em thì cảm nhận với anh thì thật thà, cũng hơi sống nguyên tắc một chút. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Còn là duyên số thì sẽ là về sau tính mình có hợp nhau hay không. Dạ. Ra gì chị Tường cho nói ý kiến của mình ha. Bà Mai hôm nay cũng có một đôi lời trước khi đưa ra quyết định. Thì đây là cái nút bấm này, nút bấm để mà tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yeah. Chứ không phải nút bấm kết bạn. Yeah. Nãy giờ chúng ta có ít phút nói chuyện với nhau, mặc dù ít nhưng mà cũng đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình. Bạn gái nói em là hơi nguyên tắc, chị thấy cũng đúng. Nè, chị chỉ cho em một cái lời khuyên thôi. Yeah. Bạn nữ thì ok, không sao. Yeah. Mình nam mình phải là quyết liệt hơn một chút. Yeah. Trong công việc của em một người nghề giáo là em gọi là đâu đó giống như là phải có đề cương sẵn nha, lên lớp phải soạn bài rồi sẵn, đó là nguyên tắc. Yeah. Rất đúng. Nhưng trong tình yêu có những cái nó cái gì đó phải bất ngờ, có những cái nó theo cảm xúc. Có những cái mình cứ để cho cái cảm xúc mình nó tuôn ra, lúc đó mình muốn làm gì mình làm cái nấy, chứ mình cứ ghìm mình hoài, mình phải suy nghĩ để mình làm sao cho nó chỉnh chu, mình suy nghĩ mình làm sao cho nó đúng á, đôi lúc nó lại mất đi cái hay của cái cảm xúc. Tại khi em dùng lý trí em suy nghĩ nhiều quá, em sắp xếp thì nó mất đi cái cảm xúc chân thật. Thí dụ lúc đó em rung em cứ rung, em vui sướng thì em cứ cười, em đau khổ thì em cứ khóc. Chứ đôi lúc em cứ ngại, cha không biết khóc vậy, rủ như có học trò nào nhìn thấy rồi nó cười mình hay là cái gì cái nọ, thì nó không phải là tình yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm thấy rất là gần gũi.
Nếu như mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ cố gắng sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Không mạnh hơn nữa em, mạnh hơn nữa. Rồi. Em thấy những điều chị Tường nói vậy đúng không? Với lại mình là phụ nữ cũng vậy. Bây giờ thời buổi này giống nãy em nói câu gì? Từng tuổi này rồi, sĩ diện gì nữa? Coi như nếu mà cảm thấy ưng anh này được, đạo đức, hạnh kiểm, ngoại hình, vóc dáng, thí dụ mọi thứ hợp với mình, thì đôi lúc anh có nhát quá thôi mình cũng kệ, bật đèn xanh cho anh chút xíu đi nha. Chứ chờ ổng mà chắc cũng hơi lâu á. Rồi mời hai bạn qua đứng bên đây ạ. Bây giờ mới là chính thức nắm tay nhau nè. Cái này là nắm tay nhau tình yêu nè, hồi nãy là diễn kịch thôi nha. Rồi, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai bạn hôn nhau một cái. Đây, gửi tặng cho em gái món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, gửi tặng hai bạn những cái vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đợt này xuống Sài Gòn chơi mấy bữa? Dạ em đi một bữa thôi chị. Một bữa thôi hả? Dạ. Rồi tranh thủ coi tối nay đưa cổ đi chơi hay đi coi phim hẹn hò với nhau đi. Lần xuống đây lần khó nha. Dạ đúng rồi. À, vào rạp phim rồi vừa xem phim vừa tâm sự với nhau, cố gắng chăm sóc nhau cho nó kỹ, cho nó nhanh nhanh, thúc rút ngắn thời gian rồi chúng ta về chung một nhà. Có tin vui nhớ báo cho chương trình biết nha. Dạ vâng ạ. Rồi chúc mừng hai em, nắm tay nhau đi nè, đừng buông tay ra nha. Và hôm nay đã làm may được cho một cặp đôi cũng hơi khó khăn đó. Một cặp đôi mà chưa có một kinh nghiệm gì trong tình yêu hết. Và Tường cũng sẽ hy vọng và sẽ theo dõi xem những cái bước phát triển trong tình yêu của cặp đôi này như thế nào. Mọi người đừng quên giờ phát sóng của chương trình là 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Điểm yếu trong tình cảm thì em nghĩ là cái này em cố gắng khắc phục từ lâu, nhưng em rất là mau chán. Em tưởng đó là định mệnh của đời mình, là bạn của em đã giới thiệu cô ấy cho em. Em không có chịu bởi vì cô ấy có người yêu. Lúc mà dịch á thì cô ấy chia tay người yêu, em vô tình em quen được. Thì em lại nghĩ, ủa sao mà trùng hợp quá, cô quay lại với người ta. Mỗi người bạn trai yêu thích của em á là sao cũng được, nhưng mà trời. Nói chung là sao cũng được, sao cũng được. Sao cũng được là như thế nào? Wow. Và bây giờ, Hân Quang chào đón hai cô gái của mình, nhà gái nào? Xin mời em. Ổn định chỗ ngồi chưa? Rồi. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Mời chàng trai ghế xanh giới thiệu trước nha, em tên là gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và chào Nước Minh Đạt. Em tên là Trần Minh Quân, năm nay em 30 tuổi. Em đang sinh sống ở tại quận 9 và nghề nghiệp của em là một graphic designer. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ, em làm công việc này cũng được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi, quê mình là ở đâu cưng? Ở đây thì em sống với ba mẹ từ nhỏ. Em ở khúc nào? Dạ, em ở Phúc An Viên ạ. Ủa, cái là Nghĩa Trang mà. Gần đó à? Dạ. Là nhỏ lớn ở gần Phúc An Viên luôn? Dạ, ở Phúc An Viên. Gần dữ lắm không? Dạ, đi bộ khoảng 10 phút là ra tới. À, vậy cũng xa nhưng cũng mang âm hưởng chút xíu thôi ha. Chiều chiều buồn buồn có ra đó chơi không? Dạ có, nhưng mà không chơi trò tâm linh vậy. Trời ơi, chứ em chơi gì đó, tôi nói chơi mà làm thiệt hả? À, thả diều rồi ha. Thả diều, tù xì, đánh đuôi, bắt bướm, hái hoa và nhiều trò đó. Đúng rồi, đó thì khu viên rộng rãi, gió thổi hiu hiu mát mẻ ha. Nhiều khi cũng có cây có hoa rồi ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em thường hay có những câu chuyện cười giúp cho mọi người thư giãn sau giờ làm stress. Nói chung là em cũng hơi bà tám, nhưng mà cái điểm yếu của em á là gọi là bà tám vậy chứ em cũng người sống hướng nội, hay rụt rè trước nhiều người và trước đám đông, kiểu như là đứng trước đám đông thì em cũng hơi sợ. Chỗ nào mà quen em mới bà tám? Dạ, và em mới bật chế độ lên. Bật chế độ lên. Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Dạ, em thường có sở thích là vẽ, em vẽ truyện tranh. Vẽ truyện tranh? Em có cái đam mê đó từ nào vậy? Dạ, em từ lúc nhỏ là em vẽ bậy trên tường á, người hàng xóm đi ngang kêu đứa nào vẽ bùa. À, dạ. Vậy thí dụ giờ em nhìn chung chân dung của anh Đạt vậy, thí dụ như em có vẽ được cái bức hình ảnh qua cái ô cửa trái tim nó được không? Dạ, được, trông anh dễ thương quá.
Chung màu áo với lại chàng trai màu ghế màu xanh luôn nè. Cô gái mặc cái đầm màu đen, giới thiệu về mình đi. Dạ chú hết, con xin chào chú Hứa Minh nè. Chú chào con. Dạ con chào cô Cát Tường, chào chị và chào hai bạn nam. Con tên Nguyễn Thị Trúc Nghi, con sinh năm 2000, quê ở Tiền Giang. Hiện tại thì con đang sinh sống ở Bình Chánh. Con hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mình xưng con vậy suốt chương trình luôn hay sao? Em đi ha. Dạ. Em là Trúc Nghi, chuyên khoa gì? Em chuyên khoa điều dưỡng bên hậu sinh ạ. Điều dưỡng là sinh sản đúng không? Dạ. Còn 1 năm nữa là sẽ có bằng tốt nghiệp. 1 tháng nữa. 1 tháng nữa thôi. Dạ. Hôm nay là có thực tập chưa? Dạ, đã thực tập rồi. Được mấy ca rồi ạ? Dạ, cũng nhiều. Nhiều rồi hả? Có kinh nghiệm rồi phải không? Kinh nghiệm đầy mình, kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Có đỡ được bé nào mới sinh ra luôn chưa? Dạ có rồi ạ. À, có nghĩa là mình hậu sinh là mà bé vừa sinh ra là mình phụ bác sĩ để mình lấy ra rồi mình vệ sinh cho em bé rồi này kia luôn đúng không, tắm rửa cho em bé luôn đúng không em? Dạ đúng rồi chị. À, ha. Thế mạnh thế yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em nghĩ chắc là em biết tiếp thu và biết lắng nghe, còn điểm yếu thì chắc là hơi nóng tính và hậu đậu một xíu. Trời ơi, mà đỡ em bé mà nóng tính còn hậu đậu nữa, mà tắm cho em bé và hậu đậu là sao cưng? Hậu đậu thế nào? Có thể là em đi đâu đó các em quên tới quên lui á. Trời ơi. Quên tới quên lui. Nóng tính nữa. Dạ, nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Nóng tính thế nào? Sao cũng được nhưng mà phải đúng ý em. Còn đúng không em thì em nóng. Lúc em nóng lên em làm gì? Em hả? Im lặng, em không nói chuyện. Im lặng không nói chuyện là biết là mình đang giận lắm rồi đúng không? Dạ, còn em nói là bắt đầu là em nạt người ta. Dữ hả? Cái giọng thỏ thẻ vậy mà nạt người ta. Em đỡ đẻ là như là có thống kê được bao nhiêu ca chưa? Dạ thường thường đỡ thì đỡ thôi chứ em không có thống kê. Mà đó giờ có ấn tượng ca nào chưa? Em ấn tượng nhất là khi mà em đỡ sanh ca nào là ca đó đều là gái. Vậy hồi đó giờ chưa đỡ được thằng cu nào hết? Dạ đỡ được một bé trai thôi, còn lại là gái hết. Trời ơi. À, là nhớ duy nhất một lần bé trai gái là cứ nhờ cô bé này đỡ đẻ là ra con gái hết ha. Hay quá. Đây để lần sau là chuẩn bị em một đứa con gái là có gì giúp anh vé nha. Đạt anh cần đứa gái đó em. Đó là những cái thông tin rất là dễ thương của bạn gái đang ngồi ở ghế màu xanh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế đỏ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn gái bên kia. Em tên thật là Phan Hằng Trung. Nghệ danh làm việc của em là Cao Trường Thịnh. Tên thật ở dưới quê là Trung. Hiện tại em được 32 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 8. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai, Gia Kiệm. Đã lên đây lâu chưa? Gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Công việc chính của em là phóng viên, cộng tác cho báo sân khấu. Ngoài công việc chính thì em còn là một YouTuber và một nhà sáng tạo trên nền tảng TikTok. Điểm mạnh của em là em thích nấu ăn. Nhưng khi rảnh rỗi em viết nhạc. Có viết nhạc nữa? Dạ. Wow. Nấu ăn, viết nhạc, rồi làm TikTok, YouTuber nữa. Thời gian sắp xếp như thế nào? Dạ thì thời gian thì nó cứ xoay vần 24 tiếng của em chắc là không đủ. Còn điểm yếu của em chắc là em yếu đuối, hay khóc. Người ta thường bảo là con trai không được khóc nhưng mà em thì hay khóc. Như là coi phim ma em cũng thể khóc. Coi phim ma sao khóc? Phim tình cảm mới khóc chứ phim ma khóc ở đoạn nào? Cái nội dung con ma nó chết thảm quá mà không nói được cái lời mà muốn nói với người thân thì em cũng khóc. Tình thương em bao la rộng lớn quá ha. Mọi người hay gọi em là kẻ hát âm dương ở trên TikTok. Bạn kia bảo là nhà gần Nghĩa Trang thì em là người chuyên hát về những nhạc như âm dương. Thì em thử coi cái nhạc âm dương cho coi. Em tưởng tượng đang ngồi ở Nghĩa Trang nha. Mình đang ngồi ở Nghĩa Trang à. Rồi, wow. Làm bài hát âm em dương bình tĩnh. Đã có anh đây bảo vệ không gì đâu nha. Gì phúc an viên hả? Dạ, phúc rồi an. Phúc an viên bắt đầu. Buổi chiều hiu hiu gió tắm bay vì của nàng tân nương, giọt nước mắt ta rơi tiếng nàng, tiếng trong kèn lặn lùng thê lương, hòa tiếng khóc hòa theo tiếng mưa, hòa tiếng khóc hòa theo tiếng mưa. Gần gì cái nổi da gà vậy trời ơi chết rồi. Hay mà hay lắm quý vị. Đó là những ca khúc mà em được mọi người biết đến. Đó là điểm yếu em thì em nói là em yếu đuối, sống thiên về cảm xúc nhiều hơn. Những khi buồn thì em thích một mình viết nhạc, thả hồn vào những cái lời ca từ của mình. Hai bạn nên kết bạn với nhau nha. Có gì rồi chiều rảnh thì qua bên đây. Rồi ra ngoài Phúc An Viên đó, rồi mình ngồi chị nghĩ là sẽ có nhiều cảm xúc để viết lắm nha. Một sự kết hợp ngẫu nhiên rất là thú vị. Cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ của tôi giới thiệu về mình đi nè. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, hai bạn nam cũng như là hai bên gia đình. Rồi, chào em.
Dạ, em tên là Nguyễn Lan Hoàng Tú. Em sinh năm 1997. Thì mọi người có thể gọi em là Sam. Em đến từ thành phố Nha Trang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang ở quận 6 ở với dì. Công việc của em á, thì trước kia em là dancer. Được khoảng 8 năm thì em đang tạm dừng và thiên về quản lý vũ đoàn riêng của em. Thì bây giờ em chuyển hướng sang bắt đầu làm về TikTok. Dạ. Bây giờ là em quản lý luôn rồi. Dạ, tại vì vũ đoàn đó là của em và em gái em tự thành lập luôn. Điểm mạnh em biết em là gì? Nếu mà nói về điểm mạnh của em thì em nghĩ em là người bình tĩnh, rất là ít khi nóng giận và em hiểu lý lẽ, và nên là em có thể nói là hiểu chuyện. Bình tĩnh, xử lý mọi tình huống. Dạ. Ví dụ như là cái ca khúc của cái bạn nam ngồi ghế đỏ hát thì em có thể nhảy theo ca khúc đó được chứ? Dạ, vẫn được anh. Mình phải tùy cơ ứng biến. Đúng rồi. Lát nữa mở cửa trái tim ra là bạn ra hát là em sẽ sáng tác cái vũ đạo theo cái ca khúc đó nha. Cái này thì hơi khó. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu là gì nè? Về một cái điểm yếu trong tình cảm thì em nghĩ là cái này em cố gắng khắc phục từ lâu, nhưng em rất là mau chán. Em mà thiên về sáng tạo nên nếu như một mối quan hệ mà nó không có sự đổi mới hay cái một cái sự hứng thú duy trì thì em sẽ dễ bị có cảm giác thì những mối quan hệ đúng không? Nhưng mà bản thân em có tích cực để làm cho nó luôn luôn tươi mới không? Dạ em có cố gắng. Nhưng mà tại vì có thể là lúc đầu khi mà mình theo đuổi nhau mình luôn luôn có cái sự kỳ vọng nhiều. Nếu như mà khi yêu rồi á mà có những cái vấn đề gì đó thì em sẽ mau chán, thì em sẽ cố gắng dừng nó rất là sớm. Em không có muốn kéo dài để mất thời gian hai bên. Chà, vậy cũng hơi khó nha. Thời gian rảnh rỗi làm gì nè? Em thường là vẽ tranh. Vẽ gì? Vẽ phong cảnh. Như là em vẽ henna nữa. Vẽ gì? Henna chị là cái kiểu hình tattoo bằng mực của Ấn Độ á. Vẽ ở đâu? Dạ em thường vẽ cho bạn em trên tay nè. Rồi có thể là bình thường em cũng có vẽ henna để kiếm thêm cũng. Cái đó cũng là một nghệ thuật đó. Dạ đúng rồi. Dạ, cũng đẹp lắm á chị. Trai ở ngồi ghế xanh cũng thích vẽ đó. Vẽ chân dung, vẽ chuyện chuyện tranh. Dạ. Thấy cũng hợp cả hai luôn đó. Anh này ảnh hát thì em cũng có thể. Dạ anh hát em phụ họa. Muốn minh họa được. Dạ. Anh ghế đỏ và cũng cùng có thể ngồi vẽ tranh chung xuống với Phúc An Viên gì đó, vẽ tranh chung với bạn trai ngồi ghế xanh. Chị thấy em có bộ này hợp với cả hai luôn á. Lựa chọn kỹ nha. Đó rồi, nhiều sự lựa chọn anh. Đúng rồi, mỗi người đến với chương trình Gấp Đôi Thần Tốc là mình có hai cơ hội lựa chọn như nhau nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn một chút về tình trường. Chàng trai ghế xanh, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình đơn phương thì chỉ có 3. Mối tình đơn phương thì chỉ có 3. Rồi sao nữa? Nhưng mà nó chỉ là nó giống như cái thoáng qua. Là em đơn phương người ta hay người ta đơn phương em? Dạ em đơn phương người ta. Còn mối tình mà thành mối quan hệ thực sự á nào, thì trong 7 năm từ 2015 đến 2022 thì em gặp 5 người. Mối nào mà ấn tượng để lại cho em nhiều cái dấu ấn sâu sắc nhất? Dạ có hai mối. Mối đầu tiên là sau khi mà em trải qua 3 mối tình mà. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là cái mối tình thứ tư. Dạ mối tình thứ tư, cô này đến và giúp cho em. Giống như lúc đó là em đang rất là tiêu cực, em đang rất là đau khổ. Cái mối tình trước nó khiến em sụp xuống dưới đáy luôn. Cái mối tình thứ ba là xuống dưới đáy luôn. Dạ, rồi mới gặp luôn. Cái người thứ tư. Cô thứ tư này vực em dậy. Và thời gian gặp cô này cũng rất là ngắn, chỉ 3 tháng mà cô vực em dậy được. Cô khiến cho em lấy lại niềm tin, rồi khiến cho em thành con người khác luôn. Vậy sao rồi chia tay? Chia tay là bởi vì cô ấy đi qua bên Canada du học. Mà quen nhau được có 3 tháng thôi? Dạ, chỉ 3 tháng. 3 tháng thay đổi con người em xong rồi bỏ đi? Không phải bỏ đi, mà là cô ấy nói là em phải đi học. Và nếu mà em quay lại được thì chúng mình tiếp tục. Nhưng mà thời gian đó quay lại xong cái gia đình bắt cổ định cư bỉnh luôn. Dạ thế là chia tay. Còn mối tình thứ 5? Mối tình thứ 5 thì nó thúc được nửa năm. Nó diễn ra là từ hồi trong lúc mà còn dịch giãn cách. Em quen cô này trên ứng dụng hẹn hò. Em tưởng đó là định mệnh của đời mình, là bạn của em đã giới thiệu cô ấy cho em. Em không có chịu bởi vì cô ấy có người yêu. Lúc mà dịch á thì cô ấy chia tay người yêu. Em vô tình em quen được thì em lại nghĩ, ủa sao mà trùng hợp quá. Được thời gian cái cũ quay lại với người ta, cũ quay lại với người ta. Quay lại với người cũ. Và chuyện này nó là cái chu kỳ lặp lại 3 lần. Có nghĩa là quen em cái xong giận em hay có chuyện gì cái quay lại người yêu cũ? Không phải giận mà chứ người yêu cũ quay lại, quay lại thôi. Giận người yêu cũ mới lúc mà người yêu cũ mới là quan trọng. Dạ, người yêu cũ nó lơi đi thì nó qua đó em. Dạ. Người yêu cũ nó trở về thì quay lại. Dạ lúc chia tay người yêu cũ á thì cổ mới hướng tới em. Lúc đó là em đang trong giai đoạn bình tĩnh vậy nè, em đang trong giai đoạn mà nó mất cân bằng á, có thể sụp bất cứ lúc nào và cổ tới, cổ làm dao động. Lần thứ 3 thì em hết chịu đựng được rồi. Dạ, em cũng dễ dãi quá ha. Sao người ta đi đi về về mà em cũng cho người ta ghé vô hoài như nhà trọ cái vậy? Cái tính của em là nếu mà yêu ai thực sự á là em rất là cố chấp. Đó là em cũng có tình cảm đặc biệt với cái cô. Dạ. Đó em yêu cô đó. Dạ em rất là thương luôn. Rất là thương luôn. Dạ trên thế giới này chỉ có 2 người muốn cưới. Tính đến giờ là 2 người. Nhưng mà giờ cái mối tình thứ 5 là chấm dứt hẳn chưa? Dạ hẳn hết luôn rồi, không còn liên lạc nữa. Mà các bạn đó có hiện đang quen với người yêu cũ không hay là cũng không biết? Dạ mới hồi 2 tuần trước ký đăng ký kết hôn rồi chị. Là cũng có người đó luôn? Dạ, có nhiều sự thất vọng. Em muốn tìm một người vợ trong tương lai là cái người như thế nào? Dạ em cũng rất là đơn giản, trung bình cao từ 1m6 cũng được, 1m6 trở lên và nặng dưới 60 là được. Em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m78. 1m78. Nhưng mà đó chỉ cái gu chỉ là mình nói ra thôi, còn thực tế nó khác lắm.
Dạ, tới thì em đã thương thì em thương hết mình. Em đã thương thì em thương hết mình. Có yêu cầu về ngoại hình mặt mày đồ dạ, sao không? Dạ, yêu cầu hình mày không ạ. Thích người hiện đại hay là người cổ điển? Em là người dễ chiều và theo xu hướng người mình yêu. Phải là hợp nhau. Hợp là hợp sao mới được chứ? Kiểu như nói chuyện hợp và có cái suy nghĩ trong cuộc sống tình cảm nó giống nhau á. Dạ, giống như là sở thích rồi cá tính rồi ăn uống đi chơi kiểu đổi hợp có nhau. Người thích vẽ tranh bển nè, thấy không? Cô gái của tôi cho anh hỏi tình trường như thế nào. Em có hai mối tình, cả hai mối tình đều đã kết thúc rồi, nhưng mà với một lý do là mình không hợp nhau. Nếu không làm gì nên được ghi nhớ thương. Em có phát hiện là tại sao có vấn đề gì mình không hợp không, hay là tại mình hiền quá? Dạ chắc là tại không hợp thiệt, chứ nếu như hợp là cũng đã quen rồi. Thì giờ em có hỏi bạn là tại sao không hợp? Cái tính của em thì cứ người ta nói là chia tay em sẽ hỏi lý do, nhưng mà người ta nói không hợp thì em sẽ chấp nhận và không hỏi tiếp nữa. Tại vì trong cái lý do không hợp đó thì sẽ có những cái lý do khác và em không muốn nghe nữa, em sẽ đồng ý. Ai tới chương trình em muốn một cái mẫu bạn trai em như thế nào? Mẫu người bạn trai yêu thích của em á là sao cũng được, nhưng mà trời. Nói chung là sao cũng được. Sao cũng được là như thế nào? Ngoại hình. Ngoại hình thì cao hơn em một xíu thôi, tại em cao có 1m53 thôi. Biết lo làm ăn, tính tình thì hiền một xíu, đừng dữ hơn em là được. Cái mà em ghét nhất ở bạn trai mình là cái điểm gì? Mình nói mà nó không hiểu á. Mình la nó liền, mình nạt nó liền chứ. Cái nó sợ nó không hợp nữa. Dạ đúng rồi. Vậy lâu lâu là em thì nói giọng miền Tây, mà đôi khi em nói cái có mấy người không hiểu á, em bực lắm. Khi em nạt người ta? Dạ. Trời ơi, dạ luôn. Bây giờ tới chàng trai ghế đỏ nha. Trải qua mấy mối tình rồi? Chắc có lẽ là một mối tình từ thời cấp 3, năm lớp 10. Quen nhau khoảng gần 3 năm thì đường anh ấy đi. Đến hiện tại, đến giờ phút này thì hai người vẫn chưa có một lời chính thức nói lời chia tay. Chỉ là hai người im lặng rồi tự tan. Cái mà khiến cho hai đứa tan vỡ chắc có lẽ là tôn giáo. Em là đạo Thiên Chúa. Đến khi mà bảo là để tiến xa hơn một bước nữa là muốn bạn gái là theo đạo để có thể làm một thánh lễ ở trong giáo đường, gia đình bạn gái không chấp nhận. Cho đến hiện tại thì trải qua lâu rồi nhưng mà em vẫn chưa quên được cái mối tình cũ. Bao nhiêu năm rồi? Hơn 5 năm rồi ạ. Đến lúc mà chia tay thì chưa được một năm sau thì bạn ấy cũng kết hôn. Nhưng mà em bất ngờ một cái một là bạn ấy kết hôn với người Công giáo và cũng làm vô thánh đường. Sau khoảng thời gian đó thì em buồn, em bỏ nhà đi bụi. Em cầm tiền, em không biết là mình sẽ đi đâu. Tại vì hồi đó em chưa lên Sài Gòn. Em ra ngoài đường quốc lộ thì vừa mới ra thì có một chiếc xe ngoắc em lên, mà em leo lên xe thì nó chở em đến Đà Lạt. Đến Đà Lạt khoảng nửa đêm thì em lang thang ngoài Đà Lạt đó, tại vì hồi đấy em chưa có tiền. Thì được một cô chú ở bên chợ đêm á cho ngủ cái ghế, ngủ qua đêm. Thì sáng hôm sau thì em đi kiếm việc. Thì em có xin được vào một cái quán karaoke, em nhớ là tên là Tuệ Nghi, ở nằm trên đường gần Ra Thác. Em làm được đâu 15 ngày á, cảm như là thay đổi thời tiết mình không trụ nổi. Tiền bạc thì không có, điện thoại thì không, thì em mới khóc. Thì em mới nhớ nhà thì em mới gọi điện về dưới nhà, bảo là ba ơi lên đón con. Thì em nhớ nhất là ba em chạy xe Honda lên đón em. Mà khi về nhà thì em thấy mẹ đang ngủ. Thì em cảm giác là vì cái chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến người lớn rất là nhiều. Sau đó thì em về nhà thì em đi làm. Trong xóm em thì mấy bạn bằng tuổi em thì làm công ty hết. Em cũng nộp hồ sơ để làm công ty. Em làm mai khoảng được hơn một năm thì em mới quyết định là mình không thể sống như vậy được. Em mới quyết định là xin bố mẹ là cho con lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì em mới quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp thì trải qua nhiều công việc thì may mắn là em gặp được anh nghệ sĩ Lê Tín. Em làm quản lý cho anh thì em mới tiếp xúc được với giới nghệ sĩ, rồi em mới làm truyền thông và sau này em tắt ra, bắt đầu em mới có được ngày hôm nay. Rồi, em muốn tìm một người như thế nào? Cái hình mẫu lý tưởng em thích Ngọc Trinh. Em thích Ngọc Trinh tại vì bên ngoài á, thì cô ấy là một người đúng chuẩn con gái miền Tây, nhưng mà cắt sóng thì là rất hiện đại. Em thích một người mà ngoại hình thì là chuẩn con gái Việt, nhưng mà cắt sóng thì là hiện đại. Em muốn bạn gái của mình là sống cho bản thân mình nhiều hơn. Có thể là chơi hết cái thanh xuân của mình đi, để rồi đến bên em, chẳng như là sau này nếu mà có cãi nhau thì đừng có chắc em là tôi ở bên ăn hết cả tuổi thanh xuân. Thì em muốn là cho bạn gái là chơi hết thanh xuân đi, rồi có thể tiến tới với nhau.
Tư duy hai bạn này cũng lạ ha. Sẵn sàng chấp nhận dù mình cũng chưa có gì gọi là kinh nghiệm nhiều. Chuyện tình yêu mình sao nè? Chuyện tình cảm của em á thì cũng khá là nhạt. Tại vì từ trước tới giờ đa phần á toàn là em đơn phương thôi. Có một cái lần đơn phương sâu đậm nhất của em là lúc đó em học cấp 3. Thì có cái bạn đó thì lúc đầu em rất là ghét cái bạn đó, nhưng không biết tại sao càng tiếp xúc lại càng quý cái bạn đó hơn. Thì em có đơn phương bạn đó trong vòng 4 năm. Trời ơi dữ vậy đó hả? Dạ, mặc dù là em đã tỏ tình rồi, bị từ chối rồi, nhưng mà em vẫn thương cái bạn đó. Tại vì đối với em, khi mà em thương một người nào đó là vì cái con người của họ, nên là dù họ không thích mình, chẳng qua là mình với họ không hợp thôi, chứ không phải là vì họ làm gì xấu với mình hết. Thì trong cái khoảng thời gian đó là em không có gặp được đối tượng nào làm cho em có cảm xúc, nên đó là lý do mà em đơn phương bạn đó 4 năm trời. Sau đó thì em 20 tuổi đến 23 tuổi thì em lúc đó em không muốn có người yêu. Tại vì em nghĩ là ở cái thời gian đó mình quen ai chắc chắn cũng sẽ rất là ham chơi, thì em lại muốn dành khoảng thời gian đó cho bạn bè nhiều hơn, để em muốn là em chơi cho thỏa thích, rồi sau đó em sẽ tìm một người nào đó em yêu một cách nghiêm túc. Giống gu bạn đỏ này nè, chơi cho đã hết thanh xuân đi. Dạ đúng rồi. Sau 23 tuổi thì em mới bắt đầu là em nghĩ là bây giờ cũng thích hợp để mình tìm hiểu có một vài mối tình gì đó rồi. Nhưng mà em thì không có cơ duyên để gặp gỡ nhiều người, nên là cũng không có gặp được ai ưng ý để mà tìm hiểu. Thật ra thì em cũng có dùng app hẹn hò, cũng có đi gặp mặt này kia, nhưng mà hầu như chỉ là bạn thôi, gặp lần đầu tiên. Nói chung là em sống thiên về cảm xúc nhiều á, nên là kiểu không có cảm xúc thì em cũng không có muốn gieo hy vọng cho người ta nhiều quá. Là chưa có một mối tình nào chính thức hết? Dạ chưa. Mà cái mẫu người của em có bị cao quá không? Dạ không, em nghĩ thì tiêu chuẩn đề ra thì đương nhiên sẽ cao, nhưng mà khi mình gặp mình có cảm xúc thì em có cảm xúc với rất là nhiều người cũng khá là bình thường thôi, chứ không có gì hết. Em chỉ mong muốn là bạn trai của em là về ngoại hình thì đương nhiên dễ thương thì ai cũng sẽ thích thôi, cái đó là em chia sẻ thật. Em thì em thích một người là cũng hơi vui tính một xíu thì hợp với em. Với lại em nghĩ là không quá ghen tuông mù quáng, cái đó là em ghét nhất. Tại vì em cảm thấy cái đó nó sẽ dẫn tới nhiều vấn đề phát sinh khác. Không quá ham chơi rượu chè này kia nọ, hơi sống lành mạnh một xíu, yêu động vật, thì đối với em như vậy thôi là đủ. Hỏi ý kiến người thân đi nào. Bên nhà trai trước đi. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em là người thân của bạn Phan Thành Trung. Là rồi, ngồi ghế đỏ ha. Dạ. Chàng trai ngồi ghế đỏ. Dạ, mình là cái gì của em là dạng gọi là bạn, dạng bạn đồng nghiệp á. À, bạn dạ. Đồng nghiệp. Nãy giờ thấy được hai bên rồi, bạn thấy là ai sẽ thích hợp với Trung hơn? Nếu mà nói giữa hai người á, dĩ nhiên là em cũng sẽ để ý cái bạn trong nghệ thuật hơn thôi. À, dạ. Nhưng mà em đang lo sợ cho Trung là tại vì cái tính của Trung á, nó hơi bị lớn hơn tuổi, thích sự bình yên, thích sự bình dị, điềm đạm. Gặp ngoài cười vui vẻ, nói dữ lắm. Nhưng mà khi mà về đến nhà như một ông lão vậy đó, bắt đầu ngồi ngắm cảnh, ngắm hoa, ngắm này, ngắm nọ, nó bình yên lắm. Thì tại bạn nữ đã chia sẻ là bạn nữ thích cái sự đổi mới liên tục á. Thì em sợ là hơi không hợp cái điều đó. À, mà tương đối là mình đang nghiêng về cái phía là cái cặp ghế đỏ với ghế đỏ ha. Rồi, cảm ơn nhà trai nha. Bây giờ tới nhà gái. Dạ, em là... Em tên Chí. Em là anh họ của Bí Sam. Chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Rồi em thấy sao? Hai chàng trai này em nhận xét như thế nào? Tin đối với quyết định của bé Sam. Tại vì Sam là người chính trực, luôn luôn chọn điều đúng đắn đến cho mình. Em tin Sam. Cuối cùng là ý kiến nha. Sam chọn hai người này, chọn người nào? Dạ em tin Sam, Sam sẽ chọn đúng. Từ anh ghế đỏ. Ấn tượng anh cái đỏ. Dạ, tại đó. Vì cùng ngành với nhau. Ok, hy vọng là cái sự tư vấn của em nó sẽ đúng ha. Đây. Rồi mời em gái. Hai người bạn và một người mẹ. Ờ, có ai làm hộ sinh luôn không? Em hả? Em luôn. Em chào chị Cát Tường. Dạ em là bạn của bạn Trúc Nghi. Nãy giờ thì sau khi là các anh ở đây có nói chuyện á, thì em thấy các anh là những người rất là có cá tính và khá là đẹp trai. Nhưng mà nếu mà phải chọn một á, thì em nghĩ là bạn Nghi sẽ hợp với anh ghế xanh hơn ạ. Không, mấy mẹ nói đi mẹ. Mẹ đúng không? Đó đúng mẹ rồi. Mẹ là trời ơi. Mẹ phải có ý kiến chứ. Thôi kính thưa anh chị Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ha. Tôi đến đây chương trình này tôi cũng chọn bên áo đen là cháu này hay ghế xanh luôn ạ. Chọn ghế xanh luôn ha. Hai đứa dốc dáng thấy cũng được á. Có cơ hội thì hai đứa bấm nút. Rồi cảm ơn chị nha. Bây giờ chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Em mình come on glad bạn. Đó, lia lịa nữa. Lia lịa nữa. Lia lịa nữa. Đạo này lia lịa không à? Dạ, em cảm ơn ạ. Wow, vừa mở ra là lia lịa liền. Quá nhanh. Em có hình này nữa. Dạ. Đó. Cái này là đây. Cho em. Cái này là đây. Cho em. Trời ơi, em. Ủa, gì? Ủa? Em bên đây ạ. Sao tôi sợ hoài vậy? Dạ không, tại anh đứng dính giữa em khó xử quá, không biết sao. Thế anh là người vận chuyển, anh là người vận chuyển, được chưa?
Rồi, đó, đây, cho em nữa. Rồi, chị cảm ơn. Đấy, để anh cầm qua cho đúng luôn chứ. Nè, nè, của em nè. Dạ, em cảm ơn. À. Phải làm đúng thủ tục đàng hoàng. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn những món quà các bạn dành tặng cho nhau. Bây giờ một món quà tinh thần đi nè. Gì là thì hồi nãy mình đã hứa hẹn với nhau. Dancer phải không? Dạ. Đúng như vậy. Mời em. Đám ma nàng tiền vàng đưa tang, đường thiên lý hôm nay đa đoàn. Khung chiêu hồn thịnh nàng qua sông, mồ côn mới còn chưa đắm sông. Nếu như hồng trần là xa xăm, đừng mong sẽ âm dương tương phùng. Nhưng chung diêu ngày nàng bước đi, ta khắc nên ba chung rượu cay. Wow, hay á. Sao vậy, thấy ở dưới đất có làm này được không? Thấy cặp này kết hợp là lên có kết tăng view hay không? Với kết hợp tăng view không? Ngon ha, ngon ha. Ngon. Rồi, thôi cái đó là mình thử tài thôi. Bây giờ mình biểu diễn đúng chuyên môn mình, cái cho nó nóng sân khấu lên cơ. Dạ rồi. Music của bạn ấy đâu? Dứt khoát, mạnh mẽ. Nên nhảy nhiều vô nha. Bỏ nghề lâu rồi phải không? Dạ đúng rồi. Đó, bỏ nhảy, bỏ nhảy mệt, có một xíu à, là hơi mệt hơi rồi đó. Hơi đổ mồ hôi. Dạ em từ ngày vô Sài Gòn em hơi stress, em tăng nhị một xíu nên hơi nặng. Đó, cho nên là phải kết hợp với nhau rồi dạ. Nhảy nhiều chút xíu nha. Ban ngày thì nhảy cái này, ban đêm thì múa liêu trai chứ gì. Dạ cũng được. Nào công an chuyện làm cho em vậy là ngon rồi đó. Rồi, cảm nhận của hai chàng trai như thế nào với những cái tiết mục vừa rồi em? Dạ, ấn tượng. Thấy ấn tượng đoạn nào hơn? Lúc mà bạn ấy nhảy hiện đại à. Hiện đại hả? Dạ. Chứ không ấn tượng đoạn liêu trai hả? Dạ, liêu trai thì... Chắc thấy nhiều ha? Ở ngay đó mình thấy nhiều. Em nhìn rất kỹ cái nhịp chân của bạn ấy là rất là đẹp. À. Dạ. Bên kia thì em nghĩ là bạn cũng rụt rè nhiều á. Dạ. Ừ. Nếu mà được thì nếu có cơ hội nói chuyện sẽ tốt hơn. Rụt rè quá cô gái nữ hồ sinh ơi. À, tự tin lên. Còn em cảm nhận như thế nào về hai bạn nữ? Em cảm nhận thì bạn ghế đỏ thì lúc mà nhảy giật giật thì... Nhảy giật giật, trời ơi trời. Làm nghệ thuật và dũng từ nhảy giật giật. Nhảy rất giật giật sexy, tại vì em là một người điềm tính, thích sự bình dị. Thấy bạn nó kiểu như là hai một cái âm, cái dương nó đối nghịch nhau. Nhưng mà em hy vọng là nó sẽ là một cái điểm mạnh để hai đứa có thể hợp tác. Dạng như là sẽ để trong công việc. Còn bạn nữ Sam thì em thấy bạn hơi nhút nhát, ít nói. Là một người điềm đạm. Là một người điềm đạm, đó là những cái đầu tiên. Chắc là mỗi người hiện tại giờ phút này cũng có một số những cái cảm xúc ở trong lòng mình, nó cũng hơi ngổn ngang, hơi rộn ràng chút. Bây giờ các bạn có điều gì thắc mắc, các bạn có thể hỏi đối phương. Hai bạn có cái giống như là một cái tiêu chí trong tình yêu của hai người. Dạ. Nếu mà lập nên mối quan hệ, tiêu chí nào hàng đầu để mà lập lên được một cái mối quan hệ đó chứ hả? Tiêu chí của em là tôn trọng nhau. Nếu đã tôn trọng nhau thì phải tôn trọng cả quyết định của nhau. À. Mình có thể tìm hiểu và tôn trọng cái sự không gian riêng của nhau. Thì đối với em thì em là một người yêu thích sự tự do. Em nghĩ là em thích cái gì thì em sẽ cho anh cái đó. Ví dụ như khi yêu nhau em thích sự tự do, em sẽ luôn luôn cho anh một khoảng thời gian riêng của anh. Em tôn trọng cái sự tự do đó của anh thì em hy vọng là anh cũng sẽ tôn trọng cái sự tự do của em. Với lại em nghĩ là khi mà quen nhau và chúng ta không còn tình cảm nữa thì nên nói với nhau rõ ràng, không nên lừa dối, thì nó sẽ là một cách văn minh nhất. Đó là rất cái tiêu chí với anh. Cô gái màu xanh. Tiêu chí về tình yêu của em á thì dành cho nhau sự tin tưởng. Nếu như mình tin tưởng nhau được á thì dù có xa cách mấy hay là như thế nào thì mình cũng sẽ vượt qua hết tất cả. Cảm ơn hai người, hai bạn rất nhiều ạ. Em sẵn tiếng em hỏi luôn đi, em muốn hỏi gì hai anh này không? Dạ, đầu tiên thì cho em xin phép khen hai bạn là rất là đẹp. Khi mà hai bạn quen một cô gái thì hai bạn sẽ nghĩ sẽ lo cho người đó như thế nào? Với công việc của em thì em không phải khoe, không phải gì, nhưng mà hiện tại em hãy tự tin rằng có thể xây dựng một gia đình ấm no vừa đủ, và em sẽ cố gắng nhiều hơn cho bạn nữ để cho bạn nữ được cái hạnh phúc. Phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người nam nhiều rồi, em quan niệm như vậy. Còn đối với em thì trước mắt em muốn một người phụ nữ phải độc lập về tài chính, thể tự no được cho bản thân mình. Em cũng thể no được, nhưng mà em mong muốn là người phụ nữ cũng thể no được cho bản thân mình. Nếu mà dạng như là có một chuyện gì đó thì người phụ nữ cũng phải mạnh mẽ và tự giải quyết được mọi vấn đề. Còn nếu mà bảo no thì hai người ở với nhau thì chắc chắn là hai vợ chồng phải no cho nhau rồi. Muốn hỏi hai bạn nam là hai anh muốn tìm mối quan hệ lâu dài để tiến tới hôn nhân, hay là mình chưa tính tới chuyện hôn nhân, tạm thời chỉ yêu nhau trước? Đối với anh thì
anh muốn là một mối quan hệ lâu dài. Và cái điều tiêu chí anh là muốn bình yên. Như là sau này vài năm nữa, nếu mà có tiến tới hôn nhân thì anh muốn là cuộc sống bình yên. Hai vợ chồng có thể dắt tay nhau về quê một mảnh đất nào đó cũng được. Rồi trồng rau nuôi cá nuôi gà để tự sống với nhau. Em rất là sợ cô nói là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Vì vậy em không muốn là mình phải quá là dấn thân vào công việc kiếm tiền. Nhưng mà em nghĩ cái cốt lõi đó đâu phải là do cái sự giàu có đâu, do bản tính người đàn ông nó thay đổi mà. Cũng một phần là do tiền tài tác động khổ với nhau thì hai người có thể đồng hành cùng nhau. Nhưng mà một khi mà đã có tiền tài mọi thứ thì thường là đàn ông sẽ... Đánh rỗi xin ông nội. Dạ, đúng rồi. Bây giờ ví dụ như là anh đi, biết là mong muốn của anh là như vậy, nhưng nếu như cuộc đời xô đẩy và cuốn anh vào cái vòng xoáy là tự nhiên anh phất lên, anh không thể nào dừng sự nghiệp anh ở đó, anh buộc phải cuốn theo, thì anh nghĩ là anh sẽ như vậy hay không? Nếu mà bảo là phát triển sự nghiệp thì anh đã phát triển từ 5 năm về trước. Nhiều khi anh chỉ muốn là chỉ là đứng đằng sau cắn gà, hỗ trợ nghệ sĩ, làm hình ảnh nghệ sĩ, chứ anh không muốn xuất hiện ở trên trên mạng hay là một phương tiện gì cả. Dạ em hiểu. Rồi, mời em. Về mối quan hệ đầu tiên thì nó là tìm hiểu trước, rồi sau đó tiến tới lâu dài hơn là hôn nhân. Có nghĩa là nghiêm túc chứ không phải là quen chơi nữa. Nhưng bao lâu nữa thì em sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn được? Lý tưởng nhất thì khoảng từ 1.5 đến 2 năm, nó vừa đủ đậm vừa đủ sâu, không quá dài để khiến tao chán. Chưa, chúng ta cũng hiểu được phần nào rồi ha. Đến với chương trình là chúng ta mới hiểu vậy thôi. 30 phút trên đây không thể nào mà hiểu được hết đâu. Đi tìm hiểu cả đời còn chưa hiểu hết được mà. Bây giờ cho các bạn một cơ hội nữa, mỗi cặp đôi sẽ có 30 giây để nắm tay nhau để đo cảm xúc. Mỗi chàng trai sẽ qua và xin phép nắm tay lần lượt hai cô gái. Muốn nói gì thì nói, còn không nói thì nắm tay nhau cảm nhận cũng được. Rồi về chỗ chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò và chúng ta sẽ chọn ai. Rồi, mời em trai, 30 giây cho mỗi người. Ok, thẻ cho anh xin nắm tay em. Em nghĩ là nếu mà một người không có ô mà đi dưới trời mưa thì em có sẵn sàng đi dưới trời mưa với một người như một người con trai như vậy không? Em nghĩ em sẵn sàng nếu như đó là người mẹ em yêu thương. Nếu như đó là người mẹ em yêu thương. Anh cảm ơn em. Xin phép em. Phải cho anh xin lắm. Cũng là một câu hỏi. Em có chịu đi dưới trời mưa với một người con trai không có ô không? Đủ yêu thương thì mình cũng sẽ đi chung với nhau với cuối cuộc đời. Cảm ơn. Em cũng có một cuộc sống năng động và thoải mái hơn khi đến nhà. Anh đang hỏi em hả? Đúng rồi. Em sẽ suy nghĩ về cái câu hỏi này. Cảm ơn. Em có muốn một cái gì đó yên bình cho cuộc sống sau tất cả những sóng gió không? Hiện tại thì em đang gánh áp lực gia đình vì em còn phải có em của em. Khi mà em lo xong hết cho em của em á, thì em cũng muốn có cuộc sống bình yên, hai người đi về vùng biển hoặc là đi về đâu đó trồng rau nuôi chó. Trồng rau nuôi chó. Cảm ơn em rất nhiều. Cười dễ thương muốn chết à. Chúng ta đã đợi đầy đủ những cung bậc cảm xúc rồi nha. Và bây giờ là những phút giây dành riêng cho các bạn suy nghĩ thật kỹ về những gì chúng ta đã chia sẻ ngay tại chương trình này. Mời các bạn đặt tay vào hai cái nút bấm bên cạnh ghế của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút bấm là hai màu xanh đỏ tương ứng với vị trí của hai cô gái cũng như hai chàng trai ngồi. Mình thích người ngồi ở ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 Tại vì em là một người điềm tĩnh, thích sự bình dị. Thấy bạn là kiểu như là hai một cái âm, cái dương nó đối nghịch nhau. Nhưng mà em hy vọng là nó sẽ là một cái điểm mạnh để hai đứa có thể hợp tác, dạng như là sẽ để trong công việc. 3 Em có muốn một cái gì đó yên bình cho cuộc sống sau tất cả những sóng gió không? Hiện tại thì em đang gánh áp lực gia đình vì em còn phải có em của em. Khi mà em lo xong hết cho em của em á, thì em cũng muốn có cuộc sống bình yên, hai người đi về vùng biển hoặc là đi về đâu đó. 2 1 Bấm à. Bấm đi à. Hết.
hết thời gian, chúng ta thấy chỉ duy nhất một cái đèn màu đỏ ở anh ghế màu xanh. Ba chiếc ghế còn lại không có đèn. À, Trung đúng không? Sao hôm nay Trung chưa có chạm được cảm xúc của mình hay sao mà Trung chưa bấm ai cả? Do em cảm thấy năng lượng của bạn quá lớn, quá khác biệt với em. Bạn là một người năng lượng tích cực, mà em là một người trầm tính. Em gái, chị thấy hai chàng trai cũng có những cái ý định với em, ngỏ lời với em. Tại sao em cũng chưa chọn được một anh nào? Dạ, thực ra thì em cũng có cảm tình với anh ghế xanh, nhưng mà cái cảm tình này để mà em nhấn nút thì cũng chưa có tới mức đó. Thứ nhất, em cũng không có muốn tự lừa dối bản thân mình, cũng không như là muốn lừa dối anh. Nên là nếu như mình có duyên thì sau chương trình mình vẫn có thể liên lạc. Nên là em không muốn lừa dối cái cảm xúc mình ngay tại thời điểm này. Ngay tại thời điểm này là vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Còn em gái ghế xanh? Em cảm thấy là hai anh rất là tốt. Nếu như quen em á, thì em sống rất là độc lập, cho nên á, là em sợ cái sự độc lập và cái sự bận rộn của em sẽ làm phí thanh xuân của hai anh. Làm sao? Là cuối cùng là cô không có bấm chọn ai mà cô lo cho người ta. Dạ thì là do em lo cho người ta nên em mới không bấm chọn. Trời đất ơi, thôi bỏ cái lo đó đi ngang. Khen người ta đẹp trai thì bấm đi, còn không bấm sợ không người ta. Không bấm sợ người ta bị mất cái thanh xuân. Em quá dễ thương, quen với em mắc mớ gì mất thanh xuân. Nhưng mà cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Suy nghĩ hết tất cả những điều từ trước giờ mà hai bạn đã nói á, thì em thấy là bạn ghế đỏ có một cái gì đó nó khiến em trong lúc nhắm mắt lại em nghĩ tới bạn đó nhiều hơn. Ừ, khi mình thích thì mình cứ thích thôi. Dạ đúng. Còn rồi, chuyện người ta chưa thích mình là cái duyên nó chưa tới, nhưng dạ, biết đâu cơ hội nó còn rất là nhiều ở phía trước, chúng ta không nói trước được. Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả bốn bạn đã đến đây và tham gia với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Bây giờ thì các Tường xin thay mặt chương trình xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn trong quá trình chế biến. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn đây, nha. Cảm ơn ạ. Rồi, đây. Gửi tặng cho em. Cảm ơn. Và những cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Và chúng ta hãy đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hữu Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.